Rồi chúng ta hãy cùng luyện tập về phần trăm. Chúng ta hãy tự hỏi xem phần trăm của mình không biết nên cho số nào, hay là cho biết 4 bằng bao nhiêu phần trăm của 16. Và mình khuyến khích bạn dừng video này lại và thử tự mình tìm ra đáp án. Được rồi, khi bạn nói 4 bằng bao nhiêu phần trăm của 16, phần trăm của 16 là một cách diễn đạt khác của bao nhiêu phần 16 là 4. Và chúng ta chỉ cần viết nó là phần trăm hay là phần 100. Vậy khi ta nói bao nhiêu phần 16 là 4 thì được rồi, nhìn này, đây giống như là phân số 4 phần 16, nó giống như 1 phần 4. Nhưng ở đây hỏi rằng 4 là mấy phần của 16? Bạn có thể trả lời là 4 là 1 phần 4 của 16, nhưng điều đó vẫn chưa trả lời cho câu hỏi ban đầu chúng ta bao nhiêu phần trăm. Như vậy, để viết số này sang phần trăm, chúng ta cần biểu diễn nó sang những phân số nào đó có mẫu là 100. Phần trăm có nghĩa là phần 100, từ trăm trong hàng trăm và thế kỷ. Nó có liên quan đến con số 100, vậy nó là phần 100. Như vậy, bạn có thể trả lời là cái này sẽ bằng với dấu chấm hỏi phần 100. Bao nhiêu phần 100? Và có nhiều cách để bạn có thể suy nghĩ về cái này. Bạn có thể trả lời, nếu ở mẫu số tăng từ 4 lên 100, ta phải nhân cho 25. Ở tử số tăng từ 1 đến, ta cũng cần nhân với 25 để hai phân số này bằng nhau. Vì vậy, ta nhân cho 25. Như vậy, 1 phần 4 bằng với 25 phần 100. Và cách viết khác của 25 phần 100 là 25 phần 100 hoặc là 25%. Vì thế cái này bằng với 25%. Bây giờ có một vài cách khác để giải. Bạn có thể nói rằng 4 phần 16, đây chính xác là 4 chia cho 16. Thì mình chỉ cần thực hiện phép chia và chuyển sang số thập phân, khi đó rất dễ dàng để chuyển sang phần trăm. Vậy ta hãy cùng thực hiện phép chia ở đây. Chúng ta sẽ lấy 4 chia cho 16. Bây giờ 4 chia 16 được không? 0 nhân với 16 được không? Ta trừ đi và được 4. Và chúng ta không muốn chỉ có số dư là 4, ta muốn thêm số 0 để kết quả phép chia có phần thập phân. Vậy ta thêm dấu thập phân ở đây. Chúng ta sẽ đi đến hàng phần chục và hãy thêm vào số 0 ngay tại đây. Dấu thập phân giúp ta thấy rõ hàng phần 10 và hàng phần trăm và hàng phần nghìn nếu có. Giờ chúng ta hạ số 0 xuống đây. 40 chia 16 được 2. 2 nhân 16 được 32. Khi trừ đi, ta được 8. Và ta mang số 0 khác xuống. Ta có 80 chia cho 16. Tính xem, 80 chia cho 16 được 5 lần. 5 nhân 16 được 80. Bạn trừ đi, bạn được 0. Không còn dư nữa. Ta đã chia xong. 4 phần 16 bằng với 0,25. Ở đây 0,25 thì tương đương với 25 phần 100, hay nó bằng 25 phần 100, tức là 25%.